để nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh tại các bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa tổ chức thành công cuộc thi điều dưỡng giỏi năm 2024. 20 thí sinh tham dự chung kết của hội thi là những điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên xuất sắc, đại diện cho 410 thí sinh đến từ các khoa, phòng của bệnh viện. Các thí sinh đã trải qua 2 vòng thi, biểu diễn trang phục blues, biểu diễn trang phục dạ hội. Ban tổ chức đã lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc tiêu biểu, có tổng điểm cao nhất tiếp tục bước vào vòng thi ứng xử. Thông qua hội thi điều dưỡng giỏi tại đơn vị lần này nhằm nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. Đây cũng là hoạt động thiết thực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.